Hi, xin chào anh chị nha. Ngày hôm nay thì Hùng giới thiệu với anh chị về một mảnh đất đối diện là view sông Cái luôn, nằm mặt tiền con đường tỉnh lộ 2. Đó chính là con đường huyết mạch được mở rộng 20m nha anh chị. Và bây giờ Hùng xin phép Hùng sẽ quay phía trước và Hùng sẽ chia sẻ cụ thể rõ ràng hơn về cái lô đất này cho anh chị dễ hình dung nha.